Ở trong buổi chiều hôm nay, tôi rất là khao khát có một sứ điệp sẽ giúp đỡ cho anh chị em trong suốt năm mới 2021 này. Tôi cầu nguyện với Chúa và tôi quyết định để chia sẻ với anh chị em cái đề tài này: giả từ dĩ vãng. Anh chị em đừng suy nghĩ theo cái hướng ủy mị tình cảm hay là những cái gì đó ở bên ngoài đời này. Nhưng mà tôi đang thật sự muốn nói với anh chị em rằng lòng tôi khao khát rằng chính tôi và anh chị em sẽ là những con người thật sự giả từ dĩ vãng. Và cái dĩ vãng đó không phải là cái dĩ vãng tốt đẹp, mà là những cái gì đó không tốt đẹp ở trong quá khứ của chúng ta. Những cái điều gì đó không thành công, những điều gì đó không mạnh mẽ, những điều gì đó không sáng sủa, những cái điều gì đó không thiện lành, chúng ta cần phải giả từ nó khi bước vào năm 2021 này, để rồi chúng ta sẽ có thể kinh nghiệm những điều tuyệt vời mà Đức Chúa Trời sắp sửa đổ xuống trên cuộc đời của chúng ta. Rất nhiều người trong chúng ta đã không thật sự sống với hiện tại. Và chúng ta càng không bao giờ hướng đến một tương lai tốt đẹp, bởi vì chúng ta cứ mãi vật lộn với cái quá khứ của chúng ta. Rất nhiều người trong chúng ta dường như bị một cái mà ở ngoài đời người ta gọi là cái bóng ma của dĩ vãng, cái bóng ma của quá khứ. Nó cứ bao trùm lấy chúng ta, nó cứ trì kéo cuộc đời của chúng ta, và chúng ta thấy mình khó vươn lên trong cuộc sống. Chúng ta thấy ngày hôm nay mình khó có một giấc ngủ bình an. Ngày hôm nay mình khó có được một cái niềm vui. Ngày hôm nay nhiều người trong chúng ta đang trong tình trạng ăn không ngon, ngủ không yên vì những cái lý do chẳng ra làm sao cả. Nhiều người trong chúng ta đang mang một cái nỗi buồn ở trong lòng, mà cho tới mãi ngày hôm nay là cái ngày mà đã bước sang năm mới 2021 rồi, nhưng mà nỗi buồn đó nó vẫn chưa rời khỏi chúng ta. Nó vẫn còn đeo đẳng ở trong lòng của chúng ta, ở trong tâm trí của chúng ta, và nó ảnh hưởng đến cả thân xác của chúng ta. Nó làm cho thân xác của chúng ta trở nên hao gầy, là cái từ mà nhiều nhạc sĩ hay sử dụng trong các bài hát của họ. Hao gầy. Tôi ước ao rằng các thành viên trong hội thánh của chúng ta cũng như những ai đang theo dõi chương trình của chúng tôi trên mạng Internet sẽ không phải là những con người mà đang có một cái thân xác hao gầy. Thay vào đó chúng ta có một cái thân thể khỏe mạnh từ đỉnh đầu đến gót chân. Chúng ta có sức khỏe thiên thượng của Chúa ở trong thân thể của chúng ta. Amen không anh chị em? Và tôi cam đoan với anh chị em rằng cái sức khỏe vật lý của chúng ta nó có một sự liên quan với những cái gì ở trong nội tâm của chúng ta. Khi nội tâm của chúng ta tràn ngập sự bình an và vui mừng thì chúng ta sẽ có cơ hội để sống khỏe mạnh ở trong thân thể của chúng ta hơn những con người xung quanh của chúng ta. Tôi cam đoan với anh chị em điều đó. Tôi không nói lý thuyết mà chính tôi đã kinh nghiệm điều đó. Và tôi tin rằng có một số anh chị em cũng đã kinh nghiệm điều đó. Nhưng mà tôi không muốn dừng lại ở một số anh chị em. Tôi muốn là tất cả các thành viên trong hội thánh của chúng ta sẽ kinh nghiệm sự bình an, sự vui mừng tràn ngập ở trong lòng mình và ảnh hưởng một cách tích cực đến sức khỏe của chúng ta, để rồi chúng ta sẽ bước vào năm 2021 với một sức khỏe tốt nhất chưa từng có từ trước đến nay. Amen không? Hallelujah. Chúng ta hãy mở Kinh Thánh ra ở trong Ê-sai chương 43. Chúng ta sẽ cùng đọc với nhau câu 18 và câu 19. Anh chị em nào đã mở ra rồi thì có thể cùng đọc với tôi. Chúng ta bắt đầu. Đừng nhớ lại những việc đã qua, cũng đừng nghĩ đến chuyện thuở trước. Này, ta sắp làm một việc mới, bây giờ nó đang hiện ra mà các con không biết sao. Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong hoang mạc và khiến những dòng sông chảy nơi đất khô cằn. Tôi mời anh chị em đọc lại một lần nữa. Chúng ta bắt đầu. Đừng nhớ lại những việc đã qua, cũng đừng nghĩ đến chuyện thuở trước. Này, ta sắp làm một việc mới, bây giờ nó đang hiện ra mà các con không biết sao. Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong hoang mạc
và khiến những dòng sông chảy nơi đất khô cằn. Đây là một trong những phần kinh thánh mà tôi rất thích. Và tôi hy vọng rằng những người nào chưa từng đọc phần kinh thánh này, hôm nay có dịp đọc chung với chúng tôi thì hãy suy gẫm. Và tôi cam đoan rằng nếu anh chị em thật sự suy gẫm những lời này, anh chị em cũng sẽ rất thích và rất được khích lệ. Nó sẽ đem đến cho anh chị em một hy vọng lớn lao trong cuộc đời của anh chị em bắt đầu từ năm 2021. Như tôi đã nói lúc này, nhiều người trong chúng ta dường như chỉ sống với cái quá khứ của mình. Chúng ta cứ ôm ấp mãi cái quá khứ của mình. Và thường là chúng ta cứ ôm ấp những cái điều đau buồn. Chúng ta cứ ôm ấp những cái gì tổn thương ở trong lòng của chúng ta. Chúng ta cứ ôm ấp những cái gì cay đắng, những cái gì đó tiêu cực, những cái điều mà mỗi lần chúng ta nghĩ đến thì nó không truyền cho chúng ta một cái cảm hứng sống nào cả. Nó chỉ xúi dục chúng ta càng ngày càng lui đi trong đức tin. Nó chỉ xúi dục chúng ta càng ngày càng trở nên nguội lạnh. Nó chỉ xúi dục chúng ta để rồi đến một lúc nào đó chúng ta bắt đầu nghĩ đến việc tự tử. Và có một số người trong chúng ta đã từng thực hiện hành vi tự tử. Cảm ơn Chúa là nó đã không thành công. Nếu nó thành công thì giờ này một số người trong chúng ta không hiện diện trong căn phòng này. Và tôi mong rằng sẽ không có một người nào giữa vòng chúng ta suy nghĩ đến việc tự tử nữa. Khi nói đến việc tự tử này thì tôi phải cảnh báo anh chị em. Bởi vì ở trên mạng Internet hiện giờ có những cái video clip, có những cái bài viết mà nó đang xúi dục người ta tự tử. Và chúng tôi đã tìm hiểu và chúng tôi biết có rất nhiều trường hợp mà sau khi người ta đọc những bài viết đó, sau khi mà người ta xem những video clip đó thì người ta đã tự tử theo cái hướng dẫn ở trong những bài viết, những video clip đó. Và thậm chí tôi vừa mới nghe ai đó nói rằng kể cả những đứa trẻ mà họ cũng không buông tha nữa. Họ làm những cái video clip mà ban đầu á, thì người ta nhìn thấy nó giống như là một video clip dành cho thiếu nhi, rất là lành mạnh. Nhưng mà khi mà những đứa trẻ nó bấm vào nó xem một chút xíu á, thì phần sau đó lại là một cái phần hướng dẫn để tự tử. Và thậm chí là hướng dẫn cách tự tử mà không chết. Và đã có nhiều người ngu ngốc làm theo điều đó và có những điều đáng tiếc xảy ra. Thưa anh chị em, ngày hôm nay tôi muốn kêu gọi tất cả chúng ta hãy nhìn lại đời sống của mình trong suốt những năm tháng qua, và đặc biệt là năm gần nhất là năm 2020. Giống như lời của Chúa nói ở trong Thi Thiên 90: cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. Chúng ta cần có những giây phút lắng đọng để rồi chúng ta suy nghĩ lại những năm tháng mà chúng ta đã sống trên đất, đặc biệt là năm gần nhất là năm 2020. Chúng ta hãy nhớ lại những chặng đường chúng ta đi qua. Nhưng có một điều, dựa theo những gì mà lời Chúa nói ở đây, anh chị em đừng để cho những điều đau buồn, đừng để cho những điều tiêu cực nó trói buộc cuộc đời anh chị em. Nhưng mà anh chị em nhớ lại là nhớ những gì mà Đức Chúa Trời đã từng ban cho đời sống của mình một cách tốt đẹp, để chúng ta có cớ mà tạ ơn Chúa, để chúng ta có cớ mà ngợi khen chúc tụng danh thánh của Ngài. Và nếu về mặt ký ức mà chúng ta có nhớ đến những cái điều gì đó không tốt đẹp thì cũng chỉ là một cái sự nhớ trong cái ký ức của chúng ta, chứ chúng ta đừng nhớ theo cái kiểu mà chúng ta gặm nhấm nó. Kiểu thế này nè, tôi không bao giờ quên được câu nói ấy. Tôi không bao giờ có thể chấp nhận một câu nói như vậy. Và tôi sẽ sống để bụng, chết mang theo. Có nhiều người họ nói như vậy. Và họ bắt đầu kể lại những cái câu nói, họ kể lại từng chấm, từng phết của câu nói đó. Tôi không bao giờ tha thứ được cho con người đó. Người ta đã nói vào cái ngày hôm đó,
và thậm chí nói với nét mặt như thế nào, và thậm chí có nhiều người thậm chí có thể nhớ được là lúc cái người mà nói câu nói đó thì họ mặc cái áo màu gì, cái quần màu gì, có thắt cà vạt hay không. Chúng ta không để cái trí nhớ của mình hướng về những điều tích cực, những điều tốt đẹp, nhưng mà chúng ta thường hay sử dụng trí nhớ của chúng ta để chúng ta hướng về những điều tiêu cực, những điều không tốt đẹp. Và cái đáng để nói là chúng ta gặm nhấm những điều đó, chúng ta làm cho nó càng trở nên nghiêm trọng hơn. Và đó là cách mà nhiều người trong chúng ta không ngủ được. Ban đầu là một đêm không ngủ được, rồi hai đêm không ngủ được. Và nếu sự việc đã không dừng lại, nếu chúng ta không biết cách xử lý theo điều mà Chúa hướng dẫn chúng ta, thì chúng ta sẽ có 3 đêm không ngủ được, rồi 4 đêm không ngủ được, rồi 5 đêm không ngủ được, rồi 6 đêm không ngủ được, rồi 1 tuần lễ không ngủ được, rồi 1 tháng không ngủ được, rồi 1 năm không ngủ được. Và một ngày nào đó chúng ta bắt đầu nói về mình như một người bị mất ngủ kinh niên. Tôi không hiểu tại sao mà có rất nhiều người trẻ đã đến gặp chúng tôi và nói là mục sư ơi, em bị mất ngủ kinh niên. Có những người rất là trẻ, thậm chí có những em thiếu niên mà tôi không hiểu vì sao lại mất ngủ kinh niên. Một trong những điều tôi khám phá đó là những con người đó họ cứ sống mãi với quá khứ, họ cứ ôm ấp những điều thuộc về quá khứ. Nếu họ sống mãi với những quá khứ tốt đẹp, với những gì Đức Chúa Trời đã dạy họ, thì không có gì để nói. Theo kiểu phục truyền luật lệ ký thì không có gì để nói. Những điều đáng nói ở đây là người ta cứ sống mãi với những cái điều đau buồn ở trong quá khứ, với những điều tồi tệ, với những sự thất bại, với những nỗi đắng cay trong cuộc đời. Hầu hết những người bệnh tìm đến với chúng tôi là những người đang sống với quá khứ, là những người mà trong lòng họ có sự cay đắng, thậm chí có sự căm ghét, thậm chí có sự thù hận. Thậm chí có những người vợ mà thù chồng của mình đến tận xương tủy. Họ nói với tôi là họ không bao giờ muốn tha thứ, mãi mãi không bao giờ tha thứ. Có những người chồng căm ghét vợ của mình đến tận xương tủy và nói là không bao giờ muốn tha thứ. Nhớ mãi từng câu nói, nhớ mãi từng hành động. Và họ nói rằng tôi sẽ sống để bụng chết mang theo, sống không đội trời chung. Và họ đâu có biết rằng chính vì cái thái độ đó của họ mà bệnh tật ốm đau nó đã ùa vào trong thân thể của họ, và họ không thể được chữa lành. Càng ngày họ càng bệnh nhiều hơn. Mỗi một tuần lễ như vậy thì tôi có cơ hội để giảng những bài giảng khác nhau, tôi có cơ hội để thực hiện những chương trình khác nhau. Và trong mỗi một chương trình như vậy, nếu anh chị em tinh ý, anh chị em sẽ thấy rằng tôi luôn luôn nhắc đi nhắc lại với anh chị em về vấn đề cay đắng. Và tôi luôn kêu gọi anh chị em phải xử lý nó cho bằng được. Tôi luôn thường xuyên nhắc nhở anh chị em là phải tống khứ những điều tiêu cực ra khỏi đời sống của mình, ra khỏi tấm lòng của mình, ra khỏi tâm trí của mình, và hãy hướng về những điều tích cực. Hãy xây dựng những đồn lũy của những điều tích cực ở trong lòng của mình, ở trong trí của mình. Và những điều đó là những điều cực kỳ căn bản, cực kỳ dễ hiểu và cũng cực kỳ quan trọng. Đáng tiếc là nhiều người trong chúng ta không chịu để ý, nhiều người trong chúng ta không chịu áp dụng vào trong đời sống của mình. Chúng ta dường như cứ mong đợi lắng nghe những cái sứ điệp mà nó lạ, nó mang tính thần học cao, nó là cái gì đó lắc léo, khó hiểu, để rồi chúng ta sẽ tự hào và nói với mọi người rằng ông mục sư đó ông giảng cái đó cao lắm nhưng mà tôi vẫn hiểu được, vô ích. Nếu anh chị em có một cái trí năng tốt để hiểu những cái điều gọi là cao đó thì tốt thôi. Tôi cảm ơn Chúa về điều đó và chúc mừng anh chị em vì anh chị em có một cái năng lực của trí tuệ thật tốt. Nhưng cái điều mà tôi thật sự mong mỏi là gì? Anh chị em hãy biết trân trọng những điều rất là nền tảng trong lời của Chúa. Và anh chị em hãy bắt đầu để xây dựng cuộc đời của mình dựa trên những điều hết sức là căn bản, hết sức là nền tảng,
đừng lấy nghe làm đủ mà tự lừa dối mình. Hãy áp dụng. Điều gì mà anh chị em chưa áp dụng, hãy áp dụng ngày hôm nay đi, để thấy được cái sự tinh túy của lời Chúa, để thấy được cái sự uyên thâm của lời Chúa, để thấy được sự ứng nghiệm của lời Chúa tuyệt vời như thế nào trong đời sống của mình. Và tôi nói với anh chị em có một vài điều cực kỳ căn bản, nhưng nếu anh chị em thật sự hiểu, thật sự ứng dụng một cách triệt để trong đời sống mình, thì đời sống của anh chị em đã là một đời sống đắc thắng rồi. Và anh chị em có thể kinh nghiệm một đời sống sung mãn rồi. Chỉ là những điều hết sức căn bản thôi. Và nếu anh chị học được nhiều hơn nữa thì càng tốt. Có nhiều lúc tôi suy nghĩ về một số anh chị em mà không thể không rơi nước mắt. Và có những lúc tôi cũng thật sự bức xúc vì anh chị em. Có những lúc tôi thật sự bức xúc vì anh chị em. Có những lúc tôi có những cái câu hỏi mà tôi nói với Chúa thế này: Chúa ơi, con không hiểu. Con không hiểu tại sao mà cái người đó họ dễ vấp ngã như vậy. Tại sao mà họ dễ bị tổn thương như vậy? Tại sao hở ra một cái là họ tức giận, hở ra một cái là họ cay đắng? Và dường như ma quỷ đó chỉ cần xô nhẹ một cái thôi, bằng một cái sự mâu thuẫn, một cái sự xung đột nho nhỏ nào đó thôi, bằng một cái lời nói nào đó mà họ không ưng ý thôi, thì có vẻ như họ sẵn sàng để mở toang cái tâm hồn của họ ra, để quỷ nó có thể nhập vào trong đời sống của họ. Và họ bắt đầu kinh nghiệm một thời gian rất là tồi tệ, cho đến khi mà họ được giải cứu. Và khi tôi giải cứu cho những con người mà gọi là chuyên gia mở cửa cho quỷ, thì có những lúc tôi cảm thấy bức xúc. Và có những lúc tôi thật sự cảm thấy rất là tiếc cái công sức mà mình đã bỏ ra. Tại sao? Giống như điều mà ở trong sách Châm Ngôn đã chép có một câu thế này: cái người nào mà hay nổi giận, cái người mà hay nhạy giận, chạm một cái là giận, cửa một cái là giận, đụng một cái là giận, hở một cái là giận, nếu con giải cứu nó, e con phải giải cứu lại. Giống kiểu như bắt cóc bỏ gì á. Có nhiều khi chúng tôi thật sự bức xúc về những con người đó, nhiều khi thật sự ngán ngẩm, nhưng mà vì tình yêu không thể bỏ mặc họ. Rồi chúng tôi lại thấy hết lời tới lời khác, chúng tôi giải cứu họ. Hết lời tới lời khác, chúng tôi ngồi đó để lắng nghe họ nói. Hết lời tới lời khác, chúng tôi cho họ những lời khuyên. Hết lời tới lời khác, cầu nguyện cho họ trong nước mắt, công bố điều này, công bố điều nọ. Và rồi họ lại tiếp tục bị xô ngã vì những cái chuyện mà nó không đáng. Thật tiếc cho những con người như vậy. Anh chị em ơi, hãy buông bỏ cái quá khứ không tốt đẹp của chúng ta đi. Hãy giả từ dĩ vãng không tốt đẹp của chúng ta đi. Có một số chị em phụ nữ ở trong quá khứ đã từng bị lạm dụng tình dục, đã từng bị hãm hiếp, hoặc những việc tương tự như vậy. Và nó đeo bám cuộc đời của những con người đó một cách rất là tồi tệ. Thậm chí tôi đã từng gặp một người phụ nữ mà trước đây rất là đẹp, nhưng tại cái thời điểm mà tôi gặp người phụ nữ đó thì người phụ nữ đó cực kỳ xấu. Cho đến khi mà người chồng đưa cái bức ảnh ngày trước ra thì tôi không thể tin nổi vào mắt mình. Một người phụ nữ rất đẹp, đã từng là hoa khôi, nhưng có một cái biến cố đã xảy ra. Người nữ đó đã bị người bạn thân của mình bán đứng và gài vô một cái khách sạn. Và một cái người nam, là cái người mà muốn chiếm hữu thân thể đó, đã làm cái hành động hãm hiếp khi mà người đó đã bị mê đi. Và người đó đã không thể buông cái điều đau buồn đó ra khỏi tâm trí của mình, và cứ ôm ấp cái điều đó từ năm này qua tháng nọ. Và kết cục là sau này người đó trở thành một người gái điên. Và nhiều cái biến cố khác nữa nó lại tiếp tục ập đến. Người đó bị rất là nhiều tà linh nhập vào, đời sống khốn khổ, và nó tàn phá luôn cả nhan sắc của người đó. Hãy buông bỏ cái quá khứ đó đi. Mặc dù về mặt cảm xúc thì thật khó để chúng ta mở miệng ra để nói những lời đại loại như thế này,
nhân danh Chúa Giêsu Christ, tôi công bố khước từ sự hãm hiếp ngày xưa. Tôi khước từ tất cả những cái điều tồi tệ đến từ cái người nam đó. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, con tha thứ cho người nam đó. Về mặt cảm xúc khó vô cùng để các chị em nói lên điều đó. Tôi hiểu, mặc dù tôi là người nam, nhưng tôi hiểu. Khó lắm. Tôi không nói với các chị em là dễ. Nó khó vô cùng. Nhưng một lần nữa, tôi nhắc cho các chị em nhớ và cũng nhắc cho tất cả các anh em nhớ. Người công chính sống bởi đức tin. Sống bởi đức tin. Bất chấp cảm xúc của chúng ta là gì, hãy mở miệng ra và nói những lời của đức tin. Hãy mở miệng ra để khước từ cái sự hãm hiếp đó, khước từ những cái điều tồi tệ đến từ sự hãm hiếp đó. Và hãy mở miệng ra để công bố sự tha thứ cho cái người đã hãm hiếp mình, cho cái người đã lạm dụng tình dục mình. Nhiều người nói với tôi rằng Không, nếu mà tôi tha thứ cho người đó thì thật là bất công. Cũng sẽ không hiểu điều mà tôi đã gánh chịu đâu. Nhưng tôi nói với các chị em như thế này: nếu chúng ta không tha thứ thì chính chúng ta là người đang bị trói buộc. Chúng ta cũng chẳng làm gì được cái người kia cả. Nhưng mà chính chúng ta phải đau khổ từng ngày. Cái ký ức đó nó cứ hiện lên trong tâm trí của chúng ta, nó quấy rối chúng ta, và nó làm cho chúng ta không có sự bình an thật. Và rồi bệnh tật ốm đau sẽ đến với chúng ta, và nhiều điều tồi tệ đến với chúng ta nữa. Khi chúng ta tha thứ cho ai đó, dù là một kẻ gian ác nhất trong cuộc đời này, hãy nhớ cho rằng cái người được lợi đầu tiên chính là chúng ta. Chúng ta tha thứ cho người khác là chúng ta đang buông tha cho chính cuộc đời của mình, đang buông tha cho chính thân thể của mình. Tại sao chúng ta không làm? Anh chị em hiểu không? Có nhiều khi chúng ta tức ăn ắt, chúng ta nghiến răng khi chúng ta nằm trên giường, chúng ta không thể ngủ được. Chúng ta cứ nghĩ về một cái gương mặt đáng ghét nào đó, chúng ta nghĩ về một câu nói đáng ghét nào đó, chúng ta nghĩ về một hành động đáng ghét nào đó. Chúng ta không ngủ được, rồi chúng ta bị đau dạ dày và nhiều bệnh tật tồi tệ khác đến với chúng ta. Chúng ta bắt đầu đau nhức xương khớp, những cái bệnh rất là đặc trưng của những con người cay đắng và căm ghét và thù hận. Trong khi đó, ở tại một nơi nào đó, cái kẻ mà đã từng làm chúng ta bị tổn thương, nó đang ngủ và nó đang ngáy. Là cơ đốc nhân, chắc chắn chúng ta không thể nào cầm dao để đâm người ta được, đúng không anh chị? Đúng không? Chúng ta không thể nào cầm súng mà bắn người ta được. Chúng ta cũng không thể nào làm cái điều tồi tệ như cách mà họ làm cho chúng ta được. Cho nên anh chị em quên những cái việc đó đi. Quên đi những sự trả thù theo cách mà anh chị em xem trong những cái bộ phim hành động bạo lực đó. Chúng ta quên đi. Điều thiết thực nhất mà chúng ta cần phải làm là chúng ta hãy công bố sự tha thứ trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Nhiều người đã bị ai đó lừa để lấy của mình. Nhiều người đã bị ai đó nói xấu, vu oan và chà đạp danh dự của mình một cách tồi tệ. Nhiều người đã bị đánh đập. Nhiều người đã bị ăn trộm, nhiều người đã bị cướp. Vân vân và vân vân. Có rất là nhiều thứ ở trong quá khứ làm cho anh chị em bị thiệt hại, bị tổn thương. Nhưng tôi kêu gọi anh chị em khi bước vào năm mới, chúng ta hãy quên đi tất cả những cái điều gì mà nó làm cho cuộc đời của chúng ta không thể cất cánh bay cao. Những cái điều tiêu cực, những điều đau buồn, có thể về mặt ký ức, mặc dù chúng ta muốn quên, nhưng chúng ta cũng không quên. Chúng ta vẫn nhớ nó như là một cái kỷ niệm nào đó, cái gì đó đã từng xảy ra trong quá khứ. Điều đó là bình thường thôi. Nhưng điều mà tôi muốn anh chị em hiểu rằng, kể cả khi anh chị em nhớ đến, thì đừng để mình nhớ đến với một trạng thái tiêu cực. Đừng để mình nhớ đến cái sự việc đau buồn đó mà chúng ta bắt đầu cảm thấy có cái gì nó cuộn lên. Cuộn lên. Anh chị em có bao giờ để ý nó có một cái cục gì ở đây nè? Có một cái cục thật sự. Tôi gọi chính xác nó là một cái cục. Anh chị em muốn gọi nó là cục gì thì đó là tùy anh chị em. Nhưng mà chính xác nó là một cái cục. Tôi là một con người và tôi cũng đã từng có cái cục đó mà tôi biết. Nếu chúng ta không biết cách để trấn áp nó thì nó giống như một cái piston á, cứ đẩy lên, nó đẩy lên, và có những lúc đẩy rất là mạnh. Và khi cái cục nó đẩy lên mạnh á, thường chúng ta sẽ nghe một tiếng nói nè: đáng ghét chứ, điên thiệt chứ, vân vân. Và bắt đầu chúng ta có những cái ý nghĩ rằng
mình sẽ nói lại như làm sao để cho hả cơn giận của mình. Mình sẽ hành động lại, phản ứng lại làm sao cho nó hả cái sự tức giận ở trong con người của mình, để cho xứng với những cái điều tồi tệ mà người kia đã làm. Và rồi nhiều người trong chúng ta đã phạm tội. Chúng ta phạm tội trong lời nói, chúng ta phạm tội trong hành động. Người khác chửi chúng ta chửi lại họ. Người khác nói xấu chúng ta nói xấu lại họ. Người khác đánh chúng ta đánh lại họ. Và nếu như người kia có ý định giết chúng ta, có thể chúng ta cũng sẵn sàng để giết lại họ. Tất cả những điều đó chỉ làm cho chúng ta và những con người đang đối nghịch với chúng ta bị thiệt hại. Nhưng mà có một kẻ sẽ ăn mừng rất lớn. Anh chị biết đó là ai rồi? Đó là Satan. Nó đứng ở ngoài, nó vỗ tay, nó rất là vui mừng. Lời của Chúa nói với chúng ta rằng: đừng nhớ lại những việc đã qua, đừng nghĩ đến chuyện thuở trước. Và những cái từ dùng trong các bản kinh thánh tiếng Anh đó, nếu chúng ta thật sự hiểu biết về tiếng Anh thì chúng ta sẽ thấy rằng cái nhớ này nó không phải là cái nhớ bình thường của ký ức khi ta nhớ lại về một sự việc nào đó, không phải là một cái hồi ức. Nhưng mà cái nhớ này là một cái nhớ nó có cái tính chủ động, là chúng ta bắt đầu suy xét, chúng ta gặm nhấm, chúng ta phân tích, chúng ta mổ xẻ cái sự việc ngày hôm đó, cái lời nói của ông đó, bà đó, anh đó, chị đó, vân vân đủ thứ. Và chúng ta càng nhớ tới cái kiểu đó thì cái cục ở trong chúng ta nó cứ đẩy lên, và chúng ta thấy mình đau đớn, chúng ta thấy mình ngột ngạt khó thở, chúng ta thấy mình mệt mỏi, thấy mình chán nản, và chính chúng ta bị thiệt hại. Tôi không muốn bất cứ một anh chị em nào trong hội thánh của chúng ta lại tiếp tục đối diện với những sự thiệt hại cái kiểu đó ở trong năm mới 2021. Tôi mong muốn rằng anh chị em sẽ cậy ơn Chúa, làm theo sự hướng dẫn từ lời của Chúa, để chúng ta có thể khống chế được cái cục mà nó luôn sẵn sàng đẩy lên ở trong lòng người của chúng ta đó, để chúng ta luôn có thể trở nên bình tĩnh, điềm tĩnh ở trong mọi mối quan hệ. Tại sao có nhiều người mà người khác mới nói một câu thôi, nếu có ai đó là người thứ ba đứng nghe một cách khách quan công tâm, có thể người đó sẽ nói rằng: ủa có cái gì đâu mà làm cái gì mà giận dữ vậy, có cái gì đâu mà căm tức dữ vậy. Nhưng mà có nhiều người trong chúng ta là như vậy. Có đôi khi cái người mà chúng ta cho là đáng ghét đó đã làm rất là nhiều điều tuyệt vời cho chúng ta, nhưng mà đôi khi người đó nói một cái câu không làm chúng ta hài lòng, chúng ta tức giận lên, và dường như tất cả mọi điều tốt lành người ta làm cho chúng ta đổ sông đổ biển hết. Trong mắt của chúng ta, người đó không còn là một cái người đã từng đối xử tốt nữa, và dường như đó là con quái vật, một cái thứ rác rưởi nào đó. Chúng ta chửi bất cứ thứ gì chúng ta muốn, chúng ta muốn làm bất cái hành động nào tồi tệ đối với người đó thì chúng ta sẵn sàng làm mà chúng ta không hề suy nghĩ lại. Và tôi xin thưa rằng đó là sự vô đạo đức, là sự vô đạo đức. Và một cơ đốc nhân mà không biết khống chế con người của mình và để cho mình hành động theo cách đó thì xin lỗi là cũng giống như người ở trong thế gian, mà thậm chí còn tệ hơn nhiều người ở trong thế gian. Nhiều người trong thế gian này họ không có Chúa thật, nhưng ít ra thì một số người họ vẫn có một cái sự điềm tĩnh nhất định nào đó, mà không quá vội vàng nổi giận, và cũng không dễ dàng để phủi tất cả những điều tốt lành mà người khác đã làm cho mình. Cho nên tôi mong rằng nếu anh chị em nhận mình là cơ đốc nhân thì hãy sống đúng với danh hiệu là cơ đốc nhân, để rồi Đức Chúa Trời có cơ hội, có cớ mà ban phước cho cuộc đời của chúng ta bắt đầu từ năm mới 2021 này. Amen. Không chị em, khi chúng ta cứ mãi suy nghĩ về những cái điều tiêu cực ở trong quá khứ, chúng ta cứ gặm nhấm, cứ ôm ấp, chúng ta cứ sống với cái quá khứ, cái dĩ vãng đau buồn, cái dĩ vãng không tốt đẹp, cái dĩ vãng tiêu cực đó, thì anh chị em ơi, chúng ta giống như một cái người mà đang đeo một cái cặp kính mát. Có một vài lần tôi thật ngớ ngẩn, tôi đeo kính mát mà tôi không nhớ là mình đeo kính mát. Và tôi nói với vợ tôi, và có những trường hợp thì có ai đó, tôi nói với người đó, tôi nói: ủa sao tự nhiên mà sao tối thui vậy này, tôi không nhớ là mình đang đeo một cặp kính mát, mặc dù xung quanh tôi mọi thứ nó vẫn đang sáng choang, nhưng vì cái cặp kính mát đó cho nên tôi thấy mọi thứ nó tối thui. Thì cũng như vậy, khi chúng ta cứ ôm ấp cái quá khứ đau buồn của mình, chúng ta cứ gặm nhấm mãi cái sự tổn thương cay đắng, chúng ta cứ giữ cái sự tức giận ở trong lòng chúng ta, thì giống như chúng ta đang đeo một cái cặp kính mát, chúng ta nhìn ai cũng thấy ghét, nhìn đâu cũng thấy tồi tệ. Tôi hỏi anh chị một câu,
nhiên hội thánh chúng ta là một hội thánh chưa được hoàn hảo, vẫn còn rất nhiều điều thiếu sót. Nhưng tôi hỏi anh chị em và tôi muốn anh chị em trả lời một cách công tâm: ở trong hội thánh của chúng ta đã có tình yêu thương của Chúa đối với nhau chưa? Có hay là chưa? Có. Có, rõ ràng. Ai mà nói chưa thì tôi nghĩ người đó nên suy nghĩ lại và xấu hổ đi. Và nhớ lại những cái lần mà những người khác đã đổ nước mắt ra cầu nguyện cho mình đi. Nhớ lại những cái hành động thiết thực mà các anh chị em trong hội thánh đã cùng nhau làm vì ích lợi của mình đi. Và chúng ta không thể nào nói là hội thánh chúng ta không có tình yêu thương, đúng không? Tôi hỏi anh chị em, chứ trong hội thánh của chúng ta có tinh thần hiệp nhất không? Có hay không? Có. Tuy là nó không trọn vẹn nhưng mà chúng ta có tinh thần hiệp nhất, đúng không? Trong hội thánh của chúng ta có tinh thần thờ phượng không? Có. Có. Trong hội thánh chúng ta có tinh thần cầu nguyện không? Có. Chúng ta có rất nhiều điều tích cực trong hội thánh này. Nhưng có đôi khi anh chị em bị mắc lừa ma quỷ. Có một số người ở trong cơn tức giận của họ, một số người khi mà họ có cái điều gì đó không hài lòng, họ bắt đầu suy nghĩ rằng hội thánh không hề có tình yêu thương, hội thánh không hề có sự hiệp nhất, hội thánh không hề có tinh thần thờ phượng gì cả, hội thánh không hề có tinh thần cầu nguyện gì cả. Điều đó là bất công. Chúng ta không thể vì một giây phút tức giận, vì một giây phút bất mãn mà chúng ta phủi hết tất cả những điều tốt đẹp đang tồn tại xung quanh chúng ta được, đúng không anh chị em? Nếu chúng ta làm như vậy thì mình thử suy nghĩ ngược lại xem. Mình là cái người đã làm rất nhiều điều tốt đẹp cho ai đó. Nhưng rồi trong một lúc nào đó, khi họ không hài lòng về một lời nói của mình, một cái thái độ, một hành động nào đó của mình, và họ bắt đầu nói như là mình chưa từng làm điều gì tốt đẹp cho họ, và thậm chí họ nói như mình là con quái vật, thì mình có chịu nổi không? Nếu mình cảm thấy điều đó làm cho mình vui thì cứ tha hồ mà hành động cư xử với người khác theo cách nãy giờ tôi nói. Nhưng nếu mình thật sự công nhận rằng nếu ai đó làm cho tôi cảm thấy buồn lắm, tôi không muốn người đó làm như vậy, thì chúng ta cũng đừng làm điều đó với người khác. Amen con chị em. Hãy sử dụng cái tâm trí của anh chị em một cách khôn ngoan theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Mỗi khi mà tôi nghĩ về quá khứ thì tôi tập để suy nghĩ về những ơn lành của Đức Chúa Trời. Tôi tập để suy nghĩ về những điều tích cực, những phép lạ mà Ngài đã làm cho cuộc đời của tôi. Và thậm chí tôi muốn ghi lại từng điều tốt lành mà Chúa đã làm cho tôi, để sau này thế hệ con cháu của tôi, khi mà tôi đã về với Chúa rồi, nó mở một cái quyển sổ của tôi ra, nó đọc và nó sẽ phát hiện những điều đại loại như thế này: ngày đó, tháng đó, năm đó, Đức Chúa Trời đã làm phép lạ này cho ba, cho ông. Ngày đó, tháng đó, năm đó, Đức Chúa Trời đã làm phép lạ kia cho ba, cho ông. Ngày đó, tháng đó, năm đó, Ngài đã bày tỏ tình yêu thương với ba, với ông. Ngày đó, tháng đó, năm đó, Ngài đã bày tỏ đức thành tín của Ngài với ba, với ông. Điều đó thật là tuyệt vời. Điều đó sẽ truyền một cảm hứng đức tin, sẽ làm cho con cháu của tôi càng thêm yêu mến và càng thêm kính sợ Đức Chúa Trời. Nhưng nếu ai đó làm ngược lại, sắm cho mình một quyển nhật ký, ở trong quyển nhật ký nó không hề ghi một điều gì tốt đẹp, và cứ ghi bắt đầu ngày 1 tháng 1 năm 2019, ông mục sư Phạm Thiên Ân đã không chào tôi khi tôi xuất hiện trong hội thánh. Bắt đầu ghi tiếp: ngày 1 tháng 1 năm 2020, tôi bị bệnh, nhưng ông mục sư Phạm Thiên Ân không hề gọi điện hỏi thăm tôi. Hoặc là ngày đó, tháng đó, ông thầy Bảo đã nói với tôi với một gương mặt nhăn nhó. Ngày đó, tháng đó là Nguyễn Việt Hùng đã nhìn tôi với một ánh mắt coi thường. Nếu mà chúng ta làm như vậy thì cuộc đời chúng ta khốn khổ quá. Tại sao chúng ta mất cả cái đời sống của mình để suy nghĩ những điều tiêu cực, và thậm chí ghi lại cái quyển nhật ký mà trong đó không có giá trị gì cả? Có thể là những người đó đã làm những điều sai trái đó thật, nhưng mà ngay cả trong trường hợp đó thì chúng ta cũng đừng có nên ghi lại chứ. Đức Chúa Trời muốn quên đi những cái tội lỗi của chúng ta, nhưng mà chúng ta thì lại cứ muốn nhớ đến những cái gì đó sai trái của người khác. Đó là tôi chưa nói đến trường hợp vì chúng ta bị tự kỷ đó, chúng ta đeo kiến đen đó, cho nên đôi khi người ta làm đúng mình lại nghĩ là sai. Đôi khi cái anh này có khinh bỉ mình đâu, tại hôm đó sao đó mình không biết, nhưng mà anh không có ý đó,
nhưng mình chụp mũ cho ảnh, mình nói nhìn cái kiểu đó là khinh bỉ, rồi từ đó mình lại ghi vào nhật ký của mình, rồi nghiêm túc, rồi từ đó tao không chơi với thằng Mỹ Việt Hùng này nữa. Thì điều đó không tốt chút xíu nào cả. Tôi mong là nếu anh chị em có nghĩ về quá khứ thì hãy chọn lọc để nghĩ những điều tích cực, những điều tốt đẹp. Và nếu cái ký ức tự nhiên của anh chị em nó gợi cho anh chị em nhớ những cái gì đó đau buồn trong quá khứ, thì anh chị em đừng để cho mình gặm nhấm nó, suy nghĩ theo một cái hướng tiêu cực. Và nếu như anh chị em phát hiện nó có cái hướng tiêu cực đó, thì anh chị em làm gì? Ngay lập tức chúng ta mở miệng ra và nói: nhìn danh Chúa Giêsu Christ, tôi công bố khước từ điều này, khước từ điều kia, khước từ điều đó. Hãy làm như vậy thì anh chị em sẽ được tự do khỏi quá khứ. Amen con chị em. Và chỉ khi nào mà cái cặp kính đen đó, cái cặp kính mát đó nó rời khỏi mắt chúng ta, thì chúng ta mới có thể thấy những điều tốt đẹp mà Đức Chúa Trời làm. Lời của Chúa nói rằng: này, ta sắp làm một việc mới, bây giờ nó đang hiện ra mà các con không biết sao. Ta sắp làm một việc mới, bây giờ nó đang hiện ra mà các con không biết sao. Những cái dấu hiệu của công việc mới đó, những sự thể hiện của công việc tốt lành đó, nó đang ở ngay trước mắt chúng ta. Nhưng mà nhiều người trong chúng ta cứ mãi mê vật lộn với dĩ vãng của mình, với quá khứ không tốt đẹp của mình, mà chúng ta không thấy những điều tốt đẹp ngay trong hiện tại mà Đức Chúa Trời đang chuẩn bị để làm cho chúng ta. Và chúng ta càng không thể nào suy nghĩ về một tương lai sáng láng được. Đáng tiếc cho chúng ta, Cơ Đốc nhân phải là những người sống với hiện tại và hướng về một tương lai tốt đẹp hơn. Anh chị em amen với tôi không? Cơ Đốc nhân phải là những con người sống với hiện tại và hướng về một tương lai tốt đẹp hơn. Hãy nói với người bên cạnh của anh chị em như vậy đi. Tóm lại, Đức Chúa Trời muốn chúng ta quên đi những quá khứ đau buồn, những cái sự kiện đau buồn trong cuộc đời của chúng ta. Và tôi tin rằng Ngài cũng muốn chúng ta quên đi những cái thói hư tật xấu, chúng ta quên đi những cái điều không tốt đẹp ở trong cuộc đời chúng ta, và chúng ta sẽ không để cho nó tiếp tục tồn tại trong cuộc đời của chúng ta khi chúng ta bước qua năm mới được. Amen không anh chị em? Ngài muốn chúng ta giả từ những cái thói nói xấu người khác. Ngài muốn chúng ta giả từ những cái thói vu oan giá họa cho người khác. Ngài muốn chúng ta giả từ những cái chuyện mà xung đột, xô xát, chửi bới nhau. Ngài muốn chúng ta giả từ đi những cái thói hung bạo của chúng ta. Ngài muốn chúng ta giả từ đi cái thói nói dối. Ngài muốn chúng ta giả từ cái thói tà dâm. Ngài muốn chúng ta giả từ đi tất cả những cái sự ham muốn của xác thịt, những cái điều tội lỗi mà chúng ta đã học đòi ở nơi thế gian này. Ngài muốn chúng ta hãy giả từ hết tất cả những điều đó. Hãy xem những điều đó như là quá khứ không tốt đẹp, như là dĩ vãng không tốt đẹp, và hãy quên nó đi. Hãy bước vào một khởi đầu mới ở trong năm mới, và hãy để cho Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta. Hãy để cho Đức Chúa Trời trao cho chúng ta một cái cặp kính trong suốt, một cặp kính để chúng ta nhìn rõ hơn những công việc của Ngài. Amen không chị? Một số người trong chúng ta mắt vật lý không được tốt lắm, và vì lý do đó chúng ta đôi khi sử dụng một cái loại kính nào đó, đúng không? Ví dụ như anh Phương Thanh thì hiện giờ là đang dùng một cái kính lúp, đúng không? Anh còn dùng kính lúp không anh Phương Thanh? Hết hả? Ồ, cảm ơn Chúa tuyệt vời. Chúc mừng anh. Ồ, cảm ơn Chúa. Chúng ta hãy vỗ tay gửi khen Chúa về việc mà Chúa đã làm cho anh Phương Thanh. Cảm ơn Chúa. Vậy là ở trong một thời gian ngắn vừa qua Chúa đã chữa lành cho anh. Tôi chưa kịp cập nhật tin tức đó. Tôi lại nhớ rằng mỗi lần anh đọc kinh thánh thì anh dùng cái kính lúp đó để phóng to chữ ra. Thì thưa anh chị em, có những lúc mà cái cặp mắt tâm linh của chúng ta nó không được sáng lắm, thì Đức Chúa Trời trao cho chúng ta một cái công cụ giống như là một cái kính lúp để chúng ta có thể nhìn rõ hơn công việc của Ngài. Và hãy cầu nguyện với Chúa rằng: Chúa ơi, xin ban cho con một cặp mắt tâm linh sáng suốt để con có thể nhìn thấy những công việc tốt đẹp của Ngài, để con tạ ơn Ngài, để con tôn vinh chúc tá Ngài, để con không nói những lời lầm bầm, để không nói những lời oán trách, để con không nói những lời tiêu cực, để con có thể thừa hưởng phước hạnh trọn vẹn của Ngài trong cuộc đời của con. Một trong những bí quyết trong cuộc đời của tôi đó là suy nghĩ tích cực, chuyển thành những lời nói tích cực, và từ đó hành động tích cực.
Tôi hỏi anh chị em một câu, từ khi anh chị em biết tôi đến giờ, có bao giờ anh chị em thấy tôi bước vào hội thánh mà tôi hát ca ngợi Chúa với một thái độ rất là uể oải như một con mèo ướt không? Có không? Từ lúc hội thánh này thành lập, có hay không? Vậy tôi hỏi anh chị em một câu nữa, tôi đố anh chị em, từ lúc hội thánh này thành lập và anh chị em biết tôi đến giờ, tôi có nang đề không? Những người nào thật sự gần tôi và biết tôi thì biết rằng mục sư có quá nhiều khó khăn thử thách trong cuộc sống. Nhưng lý do tại sao mỗi lần tôi bước vào trong hội thánh thì luôn luôn tôi có một cái khí thế hừng hực, và tôi luôn nhắc nhở anh chị em này, anh chị em chuẩn bị nha, đến hội thánh là phải háo hức, phải hồ hởi, phải hăng hái. Thì tôi nói với anh chị em rất là nhiều lần khi tôi nhắn tin nhắn đó, tôi đang ở trong một tình trạng không thanh thông. Tôi gặp khó khăn này, khó khăn nọ, về tài chánh cũng có, về các mối quan hệ cũng có, những sự tấn công này nọ đủ thứ, đủ thứ các loại hết. Nhưng mà tôi đã quyết định rằng bất chấp hoàn cảnh xung quanh có ra sao, tôi sẽ suy nghĩ tích cực. Bất chấp hoàn cảnh có ra sao, tôi sẽ nói những lời tích cực. Và tôi sẽ hành động cái tích cực. Đó là cách mà tôi đã chiến thắng hết lời tới lần khác. Và đó là cách mà nhiều người trong anh chị em đã chiến thắng khi anh chị em áp dụng những gì tôi dạy cho anh chị em. Hãy vỗ tay ngợi khen Chúa về điều đó. Hãy lột cái cặp kính mát thuộc linh ra khỏi mắt thuộc linh của chúng ta. Hãy ném xa nó đi. Và nếu anh chị em căm ghét nó, có thể dày đặt nó dưới chân cho nó nát ra đi. Đừng bao giờ đeo nó lại nữa. Hãy để cho Đức Chúa Trời khiến mắt tâm linh của chúng ta được sáng, và chúng ta có thể thấy một cách rõ ràng những công việc tốt lành của Ngài ngay trong cuộc đời hiện tại của chúng ta. Và thậm chí chúng ta có thể phóng tầm mắt chúng ta xa hơn, nhìn vào tương lai để thấy trước những điều tốt lành là những điều mà Đức Chúa đã hứa ban cho cuộc đời của chúng ta. Amen chị em. Ngài muốn chúng ta cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không bền, đi mà không mòn mỏi. Một vài người trong chúng ta hiện giờ có thể chưa kinh nghiệm điều đó, nhưng đó là điều Đức Chúa Trời đã hứa cho những người nào trông chạy nơi Chúa. Những người trai tráng cũng phải mòn mỏi, đúng không? Những cái người mà vạm vỡ cũng mòn mỏi, nhưng ai trông cậy nơi Đức Giê-hô-va thì chắc chắn được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Amen. Cảm ơn Chúa. Bất kể những sự mất mát, những sự đau buồn, những điều gì đã xảy ra trong suốt một năm qua, hay là trong suốt quãng đời anh chị em sống trên đất này, anh chị em ơi, đừng để những điều đó trói buộc anh chị em. Đừng mất nhiều thời giờ để suy nghĩ về nó nữa. Hãy dành nhiều thời giờ hơn để suy nghĩ về những ơn lành của Chúa đã từng làm cho chính cuộc đời của mình, đã từng làm cho gia đình của mình, đã từng làm cho hội thánh của mình, đã từng làm cho cộng đồng mình đang sống. Hãy nghĩ về những điều đó. Hãy tạ ơn Đức Chúa Trời. Hãy hát ngợi khen Ngài, tôn vinh Ngài, thì phước hạnh của Chúa sẽ tràn đầy ở trên đời sống của anh chị. Này, ta sắp làm một việc mới. Bây giờ nó đang hiện ra mà các con không biết sao. Tôi ước ao rằng tất cả chúng ta đều sẽ nhìn thấy và chiêm ngưỡng những công việc tốt lành mà Đức Chúa Trời đang làm ngay trong hiện tại của chúng ta. Và chúng ta cũng có quyền trông đợi những điều tốt lành hơn nữa sẽ xảy ra trong những ngày sắp tới. Amen. Tôi đang trông đợi một sự phát triển đột phá mà Chúa sẽ ban cho hội thánh của chúng ta. Và tôi tin rằng nếu anh chị em là những người yêu mến hội thánh của Chúa cũng sẽ có cùng một sự trông đợi đó. Amen. Hãy cầu nguyện và hãy hành động thiết thực để thấy điều đó trở thành hiện thực. Amen. Khi mà chúng ta thật sự cầu nguyện, khi chúng ta thật sự hành động theo cách Đức Chúa Trời hướng dẫn, chúng ta sẽ thấy những công việc tốt lành đó được bày tỏ cho hội thánh của chúng ta. Và một ngày nào đó, anh chị em sẽ thấy cơ sở thật là tốt lành Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Một cơ sở vật chất mà từ trước đến nay chúng ta chưa từng có. Anh chị em có tin rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta không? Amen. Anh chị em có tin rằng Chúa sẽ làm cho cái cơ sở vật chất đó đầy những con người thờ phượng không? Amen. Anh chị em có tin rằng chúng ta sẽ có một đoàn truyền giáo mạnh mẽ để đi nhiều nơi và rao truyền phúc âm cứu rỗi của Chúa, cứu thêm nhiều người vào trong vương quốc của Ngài không? Amen. Đức Chúa Trời đang làm và Ngài sẽ làm. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cái điều cụ thể mà Chúa nói ở đây là gì? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong hoang mạc và khiến những dòng sông chảy nơi đất khô cằn. Hoang mạc là nơi mà người ta rất dễ lạc lối. Nhưng mà Chúa nói rằng ngay trong cái hoang mạc đó
gì để lạc lối đâu. Chúa sẽ vạch cho chúng ta một con đường hẳn hoi. Anh chị em biết con đường đó là con đường nào? Con biết. Con biết. Có một con trẻ nói là con biết. Cảm ơn Chúa. Hy vọng là con biết thật. Khi mà nói đến con đường đó thì tôi muốn anh chị mở ra với tôi ở trong Ê-sai 35. Ê-sai 35. Tôi sẽ đọc cho anh chị em nghe từ câu số 8. Tại đó sẽ có một đường cái, một con đường gọi là đường thánh, kẻ bất khiết sẽ không được đi qua, nhưng nó dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường ấy dù khờ dại cũng không lầm lạc. Tại đó không có sư tử, cũng không có một thú dữ nào đi trên đường ấy. Chẳng ai thấy chúng ở đó, nhưng những người được chuộc sẽ bước đi trên đường ấy. Những người Đức Giê-hô-va cứu chuộc sẽ trở về. Họ sẽ đến Si-ôn trong tiếng reo hò mừng rỡ. Niềm vui bất tận sẽ ở trên đầu họ. Họ sẽ tràn ngập niềm hân hoan vui mừng, và sự buồn bực than vãn sẽ biến mất. Đó chính là con đường mà Đức Chúa Trời sẽ vạch ra cho chúng ta trong hoang mạc, là nơi mà dường như chúng ta không có lối đi, là nơi mà chúng ta lạc lối. Và Ngài nói rằng Ngài sẽ khiến những dòng sông chảy nơi đất khô cằn. Hãy nghĩ đến một vùng đất cằn cỗi, không có nước, nhưng đột nhiên ở đó xuất hiện một dòng sông, và những dòng sông đó là công việc mà chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm được thôi anh chị em ơi. Tôi không làm được điều đó, anh chị em không làm được điều đó. Tôi không thể nào vạch ra một con đường giữa sa mạc. Tôi cũng không thể nào khơi những dòng sông trên vùng đất khô cằn được. Nhưng mà Đức Chúa Trời có thể làm được cho những con người nào nương dựa nơi Ngài, tin cậy nơi Ngài và sẵn sàng bước đi theo sự dẫn dắt của Ngài. Thưa anh chị em, amen. Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong hoang mạc và khiến những dòng sông chảy nơi đất khô cằn. Hãy nghĩ đến những điều mà anh chị em cho là bế tắc trong cuộc đời của anh chị em. Hãy nghĩ đến những điều mà anh chị em cho là nan giải trong cuộc đời của anh chị em. Nó giống như là hoang mạc, giống như là một vùng đất khô cằn, giống như anh chị em đang ở trong cái chỗ đó và anh chị em không biết mình phải làm gì để thay đổi hoàn cảnh. Hãy bắt đầu kêu cầu Chúa đi. Có những chuyện tưởng chừng như rất là nhỏ, nhưng nếu chúng ta không cầu nguyện với Chúa thì kể cả việc nhỏ đó cũng không thể được giải quyết. Huống gì là những việc lớn trong cuộc đời của chúng ta, những việc rất khó mà chúng ta không cầu nguyện, nghĩa là chúng ta không nhờ cậy nơi Chúa mà chúng ta đang ỷ lại vào sức riêng của mình, thì chắc chắn chúng ta không thể nào giải quyết được việc đó đâu. Và cái việc đó chưa giải quyết xong thì những cái việc khác lại tiếp tục chồng chất, tiếp tục ập đến cuộc đời của chúng ta, và chúng ta không chịu nổi. Cho đến một ngày mà ai đó trong chúng ta bắt đầu nghĩ đến việc tự tử, và có những người đã thật sự thực hiện hành vi tự tử. Thật đáng buồn, thật đáng tiếc. Tôi ước ao là sẽ không có một anh chị em nào trong hội thánh này, hoặc là những người đang theo dõi chương trình của chúng tôi trên mạng internet, mà sẽ phải suy nghĩ đến việc tự tử hoặc là thực hiện hành vi tự tử. Tôi ước ao rằng trong năm mới 2021 này, tất cả chúng ta đều là những con người bắt đầu xây dựng một tâm trí tích cực, và chúng ta bắt đầu nói những lời tích cực, và từ đó mà sản sinh ra những hành động tích cực, và rồi chúng ta sẽ gặt hái một vụ mùa tốt đẹp cho chính cuộc đời của chúng ta. Amen, amen, amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hãy quên đi tất cả những điều gì không tốt đẹp trong quá khứ. Hãy nhớ lại những gì tốt đẹp Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta, cảm tạ, ngợi khen Ngài, và những gì ở trong hiện tại mà Đức Chúa Trời đang hành động cho chúng ta, cho gia đình chúng ta, cho hội thánh của chúng ta. Hãy nhìn một cách rõ ràng, hãy chiêm ngưỡng những điều đó, hãy tôn cao Ngài, hãy chúc tụng Ngài, để cho những điều đó sẽ tiếp tục được lớn mạnh giữa vòng chúng ta, được lan tỏa giữa vòng chúng ta, được thêm lên giữa vòng chúng ta, và chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau để tiến đến một tương lai thật tươi sáng, một tương lai
mà chúng ta sẽ thấy rằng trong mọi lĩnh vực của đời sống chúng ta là những con người thành công, chúng ta là những con người đắc thắng. Và thông qua cuộc đời thành công đắc thắng của chúng ta sẽ có thêm nhiều người mở lòng ra để tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa của đời sống mình. Trong đó có chồng chúng ta, trong đó có vợ chúng ta, trong đó có cha mẹ chúng ta, trong đó có con cái của chúng ta, trong đó có những người trong vòng bà con dòng họ chúng ta, có những người hàng xóm của chúng ta, có những người bạn của chúng ta, có những bạn học của chúng ta, có những người đồng nghiệp của chúng ta và những người khác nữa ở trong mối quan hệ của chúng ta, hoặc là những người mà chúng ta có cơ hội để tiếp xúc với họ trong cuộc đời. Amen. Tôi mong rằng sứ điệp đầu năm này sẽ truyền một ngọn lửa của đức tin vào lòng anh chị, truyền một cái điều gì đó hết sức tích cực vào trong lòng của anh chị em và trong tâm trí của anh chị em, và rồi anh chị em sẽ thật sự trở nên những người tích cực, và đến lượt anh chị em sẽ dạn dĩ mở miệng ra để công bố những điều tích cực, những điều ích lợi cho những con người xung quanh mình, và từ đó chúng ta sẽ thấy có một đội quân mạnh mẽ được Đức Chúa Trời dấy lên, và đội quân đó sẽ đánh tan tất cả mọi kẻ thù của Đức Chúa Trời và cũng là kẻ thù của chúng ta. Amen. Xin mời tất cả anh chị em cùng nhau đứng lên cầu nguyện để đáp ứng sứ điệp hôm nay. Mỗi người chúng ta đến với Chúa một cách cá nhân. Đừng cầu nguyện qua loa, hãy cầu nguyện một cách nghiêm túc ngay trong thời giờ này. Như tôi đã nói, một trong ba mục tiêu quan trọng mà tôi muốn Hội Thánh đạt được ở trong năm mới 2021 này là chúng ta xây dựng được một đời sống cầu nguyện mạnh mẽ, có kết ước, một đời sống cầu nguyện trung tín. Hãy giơ cao đôi tay anh chị em lên hướng về Chúa và cầu nguyện khẩn thiết với Ngài trong năm mới này. Trước hết hãy cầu nguyện cho chính chúng ta, và rồi hãy cầu nguyện cho gia đình của chúng ta, và xa hơn nữa anh chị em cứ tiếp tục cầu nguyện. Những điều gì Đức Chúa Trời đặt vào lòng anh chị em hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện. Nếu có ai đó giữa vòng chúng ta là những người chưa từng giả từ quá khứ đau buồn, chưa từng giả từ những dĩ vãng không tốt đẹp, thì đây là lúc thích hợp để chúng ta làm điều đó. Đừng để cho những mặc cảm tội lỗi níu kéo chúng ta. Một số người có thể nghĩ về quá khứ và nhớ lại những tội phạm hay là tội ác mình đã làm, và rồi chúng ta để cho mình bị mặc cảm tội lỗi và chúng ta không được dạn dĩ đến với Chúa. Đừng mắc lừa ma quỷ anh chị em ơi. Đừng mắc lừa ma quỷ. Chúa không muốn chúng ta mặc cảm tội lỗi đâu. Chúa muốn chúng ta tin nơi lòng nhân từ bác ái của Ngài. Chúa muốn chúng ta tin nơi ơn tha thứ của Ngài. Hãy dạn dĩ đến với Chúa và thật sự ăn năn trước mặt Ngài. Và hãy tin rằng khi chúng ta thật sự ăn năn, Chúa tha thứ cho chúng ta và chúng ta được tự do. Có ai đó cần phải tha thứ cho người khác? Một số người trong anh chị em mang trong lòng sự tổn thương và cay đắng về ai đó. Tôi không cần biết đó là ai. Điều quan trọng là anh chị em cần phải tha thứ, vì Chúa đã dạy chúng ta như thế. Nghe nói rằng nếu chúng ta không hết lòng tha thứ cho anh em được, thì Cha trên trời cũng sẽ không tha thứ cho chúng ta. Khi chúng ta tha thứ là chúng ta đang tự buông tha cho chính cuộc đời mình đó. Và nếu một người không sẵn sàng tự buông tha cho mình thì người đó là một người cực kỳ vô lý. Chính mình mà mình còn không tự buông tha nữa thì mình còn tự buông tha cho ai đấy? Những gì Chúa đặt vào lòng hãy cầu nguyện với ngọn lửa trong lòng của chúng ta. Năm mới 2021 này tôi và anh chị em cần phải bước đi trong sự thành công và đắc thắng. Chúng ta không chấp nhận thất bại được. Chúng ta không chấp nhận sự yếu đuối được. Chúng ta không chấp nhận sự ngu dốt được. Chúng ta không chấp nhận sự nghèo nàn được. Chúng ta không chấp nhận những sự nhục nhã, sợ hãi, hèn nhát nữa. Hãy để cho Chúa thay đổi tất cả những điều
cần thiết ở trong cuộc đời của chúng ta. Ngài sẽ thay đổi những điều tiêu cực thành những điều tích cực ở trong chúng ta. Hãy làm sạch tâm trí của anh chị em bằng cách nhân danh Chúa Jesus Christ công bố khứ từ tất cả những tư tưởng đã bất xứng còn đang ở trong tâm trí anh. Khứ từ đi. Nếu có những tư tưởng sợ hãi hãy khứ từ đó đi. Và những tư tưởng ganh ghét ai hãy khứ từ đó đi. Có những tư tưởng tà dâm nào khứ từ đó đi. Có những tư tưởng tham lam dối trá nào khứ từ đó đi. Chúa muốn nhìn thấy anh chị em bứt phá trong năm mới này. Mặc dù năm nay sẽ là một năm đầy dẫy những khó khăn. Khó khăn về dịch bệnh, khó khăn về kinh tế, tài chính rất nhiều. Nhưng mà tôi tin rằng trong sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời chúng ta sẽ bứt phá, chúng ta sẽ tiến lên. Những bệnh tật ở trong cơ thể của anh chị em cần phải bị bỏ lại phía sau lưng. Đừng để nó đồng hành với anh chị em bước vào năm mới 2021 này. Hãy tuyên chiến với nó. Hãy đoạn tuyệt với nó. Và nếu anh chị em biết rằng có cái điều gì đó trong đời sống anh chị em làm cho nó có quyền tiếp tục tồn tại thì hãy hạ mình xuống ăn năn trước mặt Chúa này. Ăn năn trước khi đã quá muộn. Khi anh chị em không còn một tội lỗi nào, khi anh chị em không còn bất cứ một sự lo lắng nào, không còn bất cứ một sự sợ hãi nào, không còn bất cứ một sự cay đắng nào, thì bệnh tật nó sẽ phải ra đi mặc dù nó không muốn ra đi. Có một vài người trong anh chị em đang được Chúa thách thức về tính kiên trì. Cũng có những lúc anh chị em không hề phạm tội, anh chị em không có vấn đề về mặt đạo đức, những cái điều anh chị em mong đợi vẫn chưa thật sự đến. Đừng mặc cảm, đừng buồn. Đức Chúa Trời đang thách thức tính kiên trì của anh chị em. Đó là một điều rất quan trọng ở trong đức tin của anh chị em. Hãy tạ ơn Chúa vì Ngài cho anh chị em bài tập đó. Vì khi anh chị em trở thành kiên trì rồi, anh chị em sẽ trở thành một con người biết lắng nghe, biết thấu hiểu với người khác. Anh chị em sẽ rất dễ tha thứ. Anh chị em sẽ rất dễ tha thứ. Anh chị em sẽ cảm thông với người khác một cách dễ dàng. Vì anh chị em đã từng trải qua những giai đoạn khó khăn. Anh chị em sẽ không coi thường những khó khăn mà người khác đang đối diện đâu. Anh chị em sẵn sàng khóc với kẻ khóc và vui với người vui. Chúa ơi, chúng con đang đứng ở trước thềm năm mới. Lòng chúng con khao khát những điều tốt đẹp sẽ xảy ra cho chính cuộc đời của chúng con, cho gia đình của chúng con, cho hội thánh của chúng con, cho cộng đồng đất nước, quê hương của chúng con ở trong năm mới 2021 này. Và chúng con tin rằng Đức Chúa Trời có quyền làm điều đó cho những con người tin cậy với Ngài. Ngài đã lắng nghe những lời cầu nguyện của anh chị em chúng con. Ngài đã lắng nghe những lời công bố ở trong đức tin của họ. Chúa ơi, xin hãy ban thưởng cho anh chị em con về những lời cầu nguyện, những lời công bố trong đức tin theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Xin cho mắt họ nhìn thấy những điều tốt lành mà họ trông đợi bấy lâu nay sẽ được thực hiện. Con cảm ơn Chúa. Trong năm nay, hội thánh chúng con có 3 mục tiêu quan trọng. Mục tiêu thứ nhất là mọi tín hữu trong hội thánh sẽ thật sự yêu mến lời của Đức Chúa Trời, sẽ siêng năng đọc lời Chúa mỗi ngày, suy gẫm lời của Chúa, học thuộc lòng lời của Chúa, lắng nghe những bài giảng đúng của các tôi tớ Chúa được sức dầu. Mục tiêu thứ hai là xây dựng một đời sống cầu nguyện mạnh mẽ trong đức tin, một đời sống cầu nguyện có kết ước. Và mục tiêu thứ ba là chúng con đẩy mạnh công cuộc truyền giáo, đặc biệt là việc chứng đạo cá nhân. Con cầu xin Chúa giúp con và hội thánh ở tại nơi đây thực hiện được 3 mục tiêu này, Chúa ơi, và sẽ lan tỏa tinh thần đó cho nhiều hội thánh khác nữa. Con cảm ơn Chúa. Có rất nhiều người đang hư mất ở ngoài kia, rất nhiều người bệnh tật, rất là nhiều người nghèo khổ, bị áp bức bóc lột từng ngày. Chúng con
là chúng con chỉ là những con người bất năng, chúng con không thể làm được tất cả những việc tốt lành. Chúng con biết là chỉ có một đấng có thể làm được mọi điều đó là Đức Chúa Trời của chúng con. Nên chúng con cầu nguyện với Ngài. Con ước ao là tất cả những ai đến thờ phượng Chúa tại nơi đấy, họ sẽ không tìm kiếm những điều tầm thường trong cuộc đời này. Họ sẽ không tìm kiếm một ai đó, nhưng mà họ sẽ tìm kiếm chính Đức Chúa Trời. Họ sẽ tìm kiếm những điều tuyệt vời ở trong phương quốc của Đức Chúa Trời. Nếu có ai đó đến đây vì một động cơ sai lầm, xin Chúa giúp họ điều chỉnh lại động cơ của họ. Con khao khát rằng 100% những con người đứng trong căn phòng này là những con người thờ phượng thật mà Đức Chúa Trời đang tìm kiếm. Ngày nào mà còn thiếu những con người thờ phượng thật thì ngày đó những cảnh trộm cắp lại tiếp tục nhã nhãn xảy ra. Những cảnh tham dụng hối lộ, những cảnh xung đột chia rẽ, những cái điều dối trá tội lỗi cứ ngang ngạc xảy ra, mà chúng con không muốn chứng kiến những điều đó. Chúng con muốn nhìn thấy những điều tốt đẹp. Và chúng con biết rằng hội thánh của Chúa cần phải được phấn hưng. Những con người thờ phượng thật phải càng ngày càng đông thì mới có đủ sức ảnh hưởng ở trên xã hội này để thay đổi cục diện Chúa. Đôi khi chúng con cứ ngồi đó và cầu nguyện một cách thụ động, một cách vô trách nhiệm, và chúng con đổ tất cả cho Đức Chúa Trời. Chúng con không muốn làm gì cả, chúng con không muốn thể hiện những điều tốt đẹp ngoài những lời cầu nguyện sáo rỗng, và chúng con đợi Đức Chúa Trời làm, nhưng mà chúng con không thấy rồi. Chúng con trách móc Đức Chúa Trời, chúng con trách móc người này, trách móc người kia, mà chúng con không thể trách nhiệm của chính mình. Hôm nay con cầu xin Chúa Thánh Linh bằng cách nào đó hãy làm cho mỗi một tín hữu trong hội thánh này, cũng như mỗi một tín hữu đang theo dõi chương trình của chúng con trên mạng internet, sẽ thấy được trách nhiệm của mình trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Và chúng con bắt đầu suy nghĩ đúng, nói đúng, hành động đúng, để chúng con sẽ thấy thành phố của chúng con sẽ có sự chuyển biến tích cực, đất nước của chúng con sẽ có sự chuyển biến tích cực, và cộng đồng thế giới của chúng con sẽ có sự chuyển biến tích cực. Chúng con tin nơi một ngày mai tốt lành. Nguyện Chúa dạy chúng con để chúng con biết giả từ dĩ vãng đau buồn, để chúng con biết quan đi những điều không tốt đẹp ở trong quá khứ, để chúng con biết thoát ra khỏi những gốc cùng của chúng nó, để chúng con sống một đời sống hiện tại thật là tốt đẹp, để chúng con thấy được những công việc tốt đẹp Đức Chúa Trời đang khởi sự làm giữa vòng chúng con, và chúng con hướng tới những điều tốt đẹp hơn nữa trong tương lai, là những điều mà Đức Chúa Trời đã hứa sẽ thực hiện cho từng cá nhân của chúng con, cho gia đình chúng con, cho hội thánh và cho cộng đồng xã hội. Cảm ơn Chúa. Có rất nhiều điều chúng con muốn thưa với Ngài. Những thì giờ ở tại nơi đây có hạn, và con xin Chúa nhắc cho từng anh chị em chúng con nhớ, để rồi khi họ trở về nhà trong nơi riêng tư của họ, họ tiếp tục cầu nguyện với Ngài những điều mà chúng con đang cầu nguyện dang dở tại nơi đây. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm, và con ước rằng mỗi một buổi chiều Chủ nhật khi chúng con nhóm nhau lại để thờ phượng Chúa, thì anh chị em chúng con sẽ tranh nhau bước lên làm chứng về những công việc tốt lành mà Đức Chúa Trời đã làm cho mình, cho gia đình của mình trong suốt một tuần lễ qua. Họ sẽ tranh nhau để nói những lời cảm tạ, họ sẽ tranh nhau để hát những bài ca tôn vinh Chúa. Nguyện những sự lầm bầm, những sự oán trách, những sự nói hành, nói xấu sẽ phải lui đi giữa vòng anh chị em của chúng con. Nguyện những cái dòng tư tưởng tiêu cực sẽ bị loại bỏ ra khỏi tâm trí của anh chị em chúng con. Mỗi miệng của chúng con sẽ nói những lời cao trọng, là những lời mà nó có sẵn ở trong tâm trí của chúng con. Và rồi chúng con sẽ hành động cách tích cực, để những người bên ngoài họ chỉ cần nhìn vào cái cách hành xử của chúng con thôi, họ nhìn vào đời sống của chúng con thôi, thì cũng đủ quá thuyết phục cho họ tiếp nhận Chúa Giê-xu rồi. Chứ đừng nói khi chúng con mở miệng ra thì lại càng thuyết phục nữa. Cảm ơn Chúa nhiều lắm. Thì con xin dâng sự vinh hiển cho Ngài, con xin dâng hội thánh của Chúa ở trong bàn tay đại năng của Ngài. Nguyện Chúa Thánh Linh dẫn dắt chúng con đi suốt chặng đường 2021 sắp tới một cách tốt đẹp. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con hiệp ý cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.